Chào các bạn, các bạn ơi, các bạn có biết ngày hôm nay thì mình rất là vui không? Là tại vì thì mình đã xong cái cuốn sách Xa lá và xanh dương rồi. Các bạn ơi, và ngày hôm nay cô giáo của Sabine cho Sabine học ba bài cuối cùng luôn rồi các bạn. Bây giờ Sabine sẽ đánh cho các bạn nghe. Bài siêu khó tới bài siêu dễ của Sabine nha các bạn. Mình sẽ bắt đầu bài này. Và các bạn sẽ nghe cái cuối cùng nó sẽ rất là hay. Các bạn sẽ nghe. À các bạn có biết là có mấy cái bài mà bốn tay á, thì á, cô giáo Sabine không có làm là tại có bốn tay lận, mình chỉ có hai tay thôi. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu nha. Có biết là chỉ có một nốt thôi không? Là toàn là nốt đồ không? Các bạn sẽ nghe những cái nốt đồ như thế nào nha các bạn. Tay bên trái nó sẽ enrompe cái đồ, sẽ choàng qua để đồ để cái nốt đồ ở kế bên cái đồ mà cái tay bên phải đang đánh là nó sẽ ra. Và khi mà ở trong cái ô đó
mẹ ở trên có cái ô thì sẽ là cái tay trái sẽ đi cái tay phải tròn quá tròn để mà lấy cái nốt đồ ở dưới cánh đồ mà cái tay phải đang đánh sẽ ra. Bây giờ Sabine sẽ đánh, Sabine sẽ đánh cái bài tiếp theo. Thank you.
Thủy là buổi tối ở bên Sabine rồi. Nên cho Sabine hơi buồn ngủ. Nên cho Sabine sẽ đi ngủ nha các bạn. Và có thể sáng mai Sabine sẽ làm một cái gì đó khác nha các bạn. Bye bye.